Hello, xin chào mọi người. Thì như mọi người đã biết là vào ngày hôm qua ngày 1 tháng 7 thì RBC được sử dụng nhiều nhất của Polygon đã bị hack DNS và chiếm quyền kiểm soát. Cho nên là nó sẽ hiện một cái dòng kêu gọi người dùng đi vào cái trang web và nhập seed phrase và private key vào đó. Thì đó là một cái hình thức là hijack và phishing scam, có nghĩa là mạo danh cái trang web uy tín để chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số của các bạn. Thì hiện tại thì mình sau khi mà trải qua nhiều cái biến động ngày hôm qua thì rất nhiều cái RBC nó down, nhưng mà cái RBC mình đang xài là RBC của Alchemy thì nó vẫn chạy rất là ổn định, và mình có thể sử dụng những cái app trên Polygon rất là bình thường ha. Thì cho nên thì mình sẽ chia sẻ hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách để tạo RBC với trang web Alchemy để các bạn có thể sử dụng và giao dịch an toàn ổn định ha. Mình xài cũng rất là lâu rồi, có lẽ là do ít người xài cho nên là nó rất là êm, nó rất là trơn tru. Thì bước đầu tiên các bạn cần phải vào cái trang web là alchemy.com, mà các bạn tìm ở dưới link description ha. Rồi cái bước tiếp theo chính là các bạn hãy vào chỗ login nè, hay là get started for free rồi được ha. Thì các bạn vào đây, các bạn hãy có thể đăng ký với email hoặc các bạn có thể đăng ký bằng Google ha. Đây, đây ha, các bạn đã có thể truy cập vào với cái email của mình. Rồi bước tiếp theo là các bạn hãy chọn ha, chọn Ethereum, rồi crypto.org hoặc là Flow thì các bạn hãy chọn Ethereum ha. Và xong get started. Rồi team name, cái chỗ này là các bạn sẽ bắt đầu tạo cái RBC cho mình. Thì các bạn hãy đặt tên ha, đặt tên ngẫu nhiên, ví dụ như là Everachi chẳng hạn. Rồi app name thì là Everachi. Rồi network là gì? Network kéo xuống kiếm ha. Có rất là nhiều mạng, mình sẽ tìm Polygon Mainnet và create app, chọn free forever, ai giàu thì chọn 49 đột năm một tháng ha. Rồi tiếp theo continue. Rồi tới bước này các bạn đừng có nhập gì cả nha, các bạn skip for now. Rồi skip for now, tiếp tục. Rồi continue. Rồi how did you hear about us, cái này là người ta hỏi là các bạn nghe về cái sản phẩm của họ từ đâu. Thì để họ có thể phân tích đó, để họ có chiến lược marketing tốt hơn thì các bạn nghe ở đâu thì các bạn ở đó. Ví dụ các bạn nghe từ Telegram thì nhập vào, không các bạn nghe từ mình ha, Crypto thì các bạn điền vào đây, let's go. Rồi các bạn sẽ đi đến cái giao diện như thế này, và các bạn sẽ thấy giao diện thế này ha. Và trước khi tiếp tục thì nếu mà clip hay thì bạn có thể like, share, subscribe giúp mình nha, để mình có động lực làm thêm nhiều clip nữa. Rồi các bạn đến cái trang này thì các bạn hãy kéo xuống dưới đây, các bạn hãy tìm cái dòng https thì nó chính là cái RBC các bạn, và các bạn copy vào đây. Rồi xong các bạn vào, rồi xong các bạn vào MetaMask, các bạn vào MetaMask thì các bạn sẽ có thể tạo được một cái mạng riêng cho mình ha. Rồi vào cài đặt nè, rồi vào network nè, rồi add network ha.
nên quật nem sẽ là Polygon Alchemy, hoặc là đặt tên gì cũng được, đặt tên Polygon và bla bla cũng được, đặt tên gì cũng được, bla bla. Chai này đi là 137 nè, rồi URL, RBC URL, rồi ký hiệu tiền tệ là Matic. Ở đây là HTTPS 2 chấm sạc sạc Polygon scan .com, rồi save lại. Rồi vậy là xong. Vậy là các bạn đã cài đặt được bằng cái RPC cá nhân của mình. Và hiểu đơn giản thế này, tại sao nó nhanh là tại vì thường các bạn xài một cái RPC á, thì các bạn sẽ có hàng triệu người xài chung, đó là cái RPC mặc định ha. Còn với cái RPC này thì chỉ có một mình các bạn xài thôi, cho nên nó rất là dễ xài ha, và nó rất là ổn định. Có thể là do chưa có đông người dùng, nhưng tạm thời chúng ta hãy xài cái RPC này ha. Và hồi trước mình cũng có xài một cái RPC tên là RPC Infura của team MetaMask, nhưng mà rất là ổn ha. Nhưng mà sau khi mà nó bị bất ổn rồi á, thì mình đã chuyển qua Alchemy ha. Có người recommend cho nên là mình chuyển qua Alchemy, và hiện tại nó ít người biết đến, cho nên là nó như mình đã nói là nó đang rất là tốt, cho nên là các bạn cân nhắc xài cái này ha. Rồi nếu vấn đề là hết, nếu mà hay thì các bạn like, share và subscribe vào kênh giúp mình ha. Xin cảm ơn rất nhiều.